IC Winai 110 đời cao nha anh em. IC này mã can nè, chỗ này có chữ đi chữ can. Và cái bộ IC nó sẽ đổ là nó sẽ thấp hơn cái ở ngoài rất là nhiều nha. Đó. Cái mã nó là xe nó sẽ là ghi ở trên đầu nhắc IC, và cái mã nó là CI726 nha. Cái dòng IC này chạy rất là nhẹ, mở hết tua máy. Rồi mình có một cục mình thanh lý nhanh nha anh em, cục này mình bán 600 nha. Chạy rất là nhẹ, ai đã từng xài IC này thì sẽ biết nha. Con này bán 600 nha anh em. IC Winai 110 đời cao, đời cuối cùng của dòng xe Winai 110 nha. Anh em thấy không? Anh em thấy là nó sẽ khác là chỗ này nè. Thường thường là cái bụng nhựa IC của mình là sẽ đổ là nó gần bằng mặt, còn này là nó sẽ sâu xuống. Cái đặc điểm dễ nhận biết là cục IC này nó là vậy. Và cái form nó là sẽ nhỏ hơn cục IC 110 bình thường. Nó cái form này nó tựa tựa giống IC của Astra. Rồi mình bán cục này giá 600 nha.